Xin chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn bộ đôi thiết bị bán hàng. Đó là chiếc ngăn kéo đựng tiền Roco RC407 và chiếc máy in APOS A168 của 8 cm in xong tự động cắt giấy. Hai thiết bị này thì có tích hợp với nhau. Khay đựng tiền Roco có một dây kết nối đến máy in. Khi in hóa đơn xong thì cái khay nó sẽ tự động bật ra mà không cần phải chìa khóa. Ở đây mình sẽ in thử hóa đơn cho các bạn xem. Đấy, các bạn sẽ nhìn thấy này. Đấy, đúng không ạ? Ngăn kéo tự động bật ra. Còn trong trường hợp nếu mà các bạn không sử dụng máy in hóa đơn, chỉ có nhu cầu để tiền tại các quầy thu ngân ấy, đấy, chỉ có nhu cầu cái khe đựng tiền này thôi thì chúng ta mở bằng chìa khóa nhé các bạn nhé. Đấy, xoay sang trái như này. Đấy, là ngăn kéo sẽ mở ra. Đấy, đóng thì chúng ta xoay dọc như này. Đấy, còn trong trường hợp nếu các bạn sử dụng với lại máy in hóa đơn thì các bạn sẽ để theo chiều ngang cho mình. Đấy, để theo chiều ngang như này. Đấy, in xong hóa đơn thì ngăn kéo sẽ tự động bật ra, chúng ta có thể rút chìa khóa ra nhé. Đấy, in hóa đơn bán hàng xong này thì ngăn kéo nó sẽ tự động bật ra. Đấy, các bạn thấy không ạ? Đây là tự động. Giấy in thì đây là khổ 8 cm này, in xong sẽ tự động cắt giấy. Đấy, nó tự động cắt như này, hết hóa đơn nó sẽ cắt, chúng ta không cần phải xé. Đấy, đây là APOS A168. Đấy, in tương đối là rõ nét nha các bạn nhé. Đấy, bây giờ mình in thử lại.